Đây là câu 38 này. Và giờ nó hóa phương trình này x bằng 4 cos của 2πt trừ đi pi, trừ đi pi. Hỏi rằng là vật đến điểm biên dương, biên dương nhé, biên dương đây x bằng 4 lần thứ 5 vào thời điểm nào. Thế để làm cái loại bài này thì các bạn kiểm tra là vật bắt đầu đi từ đâu, đó ta thay t bằng 0 vào thì ta tìm được x0 t0 x0 này t bằng 0 là cos của trừ pi, cho cos pi bằng trừ 1, x bằng trừ 4, à vật đang ở bên đâu, vật đang ở bên đâu, vậy v0 thì bằng 0 rồi. Tao này vẽ hình xác định được ngay. 0 này cho trên này cho là dương 4 này, dưới cho âm 4 này. Vật đang bắt đầu đi từ đây, đi từ đây. Lần thứ 5 qua biên dương thì các em có thể vẽ hình này, lần thứ nhất này hết một chu kỳ, lần thứ 2 đấy, lần thứ 3, lần thứ 4 và đây là lần thứ 5. Thì các em đếm vào ngay, mỗi một cái này là một chu kỳ, một chu kỳ này, hai chu kỳ này, ba chu kỳ này, bốn chu kỳ này, bốn chu kỳ rưỡi. Đó, vậy ta được tìm vào ngay thời gian t của ta này bằng 4,5 lần chu kỳ t, và chu kỳ t của ta bằng 1 giây, vậy nó chỉ là 4,5 giây. Như bài này thì có thể mở rộng ra, hỏi là hỏi đến điểm ly độ 2 theo chiều dương hay theo chiều âm như thế nào đó, ta vẽ cái sơ đồ này ra rồi ta cắt theo cái lát ngang này, ta sẽ tìm được ngay là số lần. Nhưng mà nếu như mà số lần lớn quá, ví dụ như trong đề thi năm 2011 vừa rồi chúng ta có một câu đấy là tìm cái thời điểm mà vượt qua cái vị trí đó lần thứ 2011, thì khi đó bắt buộc phải phân tích ra. Ví dụ ở đây lần thứ 5 thì ta tách thành 4 lần ra, mỗi một chu kỳ thì vượt qua vị trí cân bằng vị trí đó là 2 lần mà. Vậy sẽ bằng 2t cộng một cái đoạn thời gian t dư nào đó. Thì số lần nếu mà quá lớn, ví dụ như là 8, 9, 10 mà, thì thầy không thể vẽ được, thì đó thầy sẽ sử dụng cái kia để tính. Câu 39. Câu 39 này. Một chất điểm giao điểm hòa trên đoạn PQ. P đây. O này, Q đây. Trên đoạn PQ này. Vậy O là vị trí cân bằng này, thời gian đi từ P đến Q là 3 giây. Và Y là trung điểm của OQ, Y đây. Y là trung điểm của OQ. Khoảng thời gian để vật đi từ O đến Y ngắn nhất. Đi từ O đến Y, đây. Khoảng thời gian thì bà cho từ P đến Q hết 3 giây. Thì ta biết 3 giây này là chính là bằng T trên 2. Đi từ biên nọ đến bên kia mà. Vậy chu kỳ T của ta thì bằng 6 giây. T bằng 6 giây mà khoảng thời gian đi từ O đến Y chính là đi từ vị trí cân bằng đến ly độ A trên 2, nó chính là bằng T trên 12. Và thời gian này nó chính là T trên 12. Vậy thời gian cần tìm của ta là T min ấy, thì nó chính là T trên 12, chính là 6 chia cho 12 thì bằng 0,5 giây. Em được đáp án là C nhé, C. Câu 40. Câu 40 này. Vật giao động hóa phương trình x bằng 4 cos của 2πt cộng pi trên 2. 4 cos của 2πt cộng với pi trên 2. Pi trên 2 này. Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi vật qua ly độ x bằng 2 theo chiều dương của trục tọa độ lần thứ nhất, thì giống như mấy bài trước là ta có thể giải phương trình lượng giác được. Nhưng bài này thì thầy muốn dùng trục để giải quyết. O này, dương 4 này, âm 4 này. Các em thay t bằng 0 mà sẽ kiểm tra là ngay là cos 0 thì bằng cos pi trên 2 bằng 0, vượt qua vị trí cân bằng. Thì góc phi dương vậy thì vậy âm, vậy thì vượt qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Đấy. Vật bắt đầu chuyển động từ vị trí cân bằng theo chiều âm. Thời gian từ lúc dao động này đến khi vật qua ly độ x bằng 2 theo chiều dương x bằng 2 đây. Theo chiều dương thì vật phải có xu hướng đi lên. Đi lên. Vậy ta vẽ được ngay cái sơ đồ của vật để đi từ đây xuống. Thì như vậy, vậy thời gian t của ta cần tìm, sẽ tìm bằng ai? T của ta sẽ là đi từ vị trí cân bằng này xuống biên là t trên 4, t trên 4 cộng đoạn trên là t trên 3, vậy 7t trên 12, t trên 4 cộng t trên 3, bằng 7t trên 12. Chu kỳ t là 1, vậy nó bằng 7 phần 12 giây. Em bấm máy ra được kết quả là 0,583, đây là thầy để xấp xỉ rồi. Đó là câu 40. Câu 41. Câu này khá hay đây. Câu 41 này. Vật giao động hóa phương trình x bằng a cos
cốt của 2 pi T. Đồng hiệu ta cho là chu kỳ T là 1 giây rồi. Thời điểm lần thứ 2 mà vật có ly độ x bằng a trên 2 và đang chuyển động theo chiều âm của trục x kể từ khi vật bắt đầu tọa độ. Bắt đầu tọa độ tức là T bằng 0. Thì thay vào ta được x0 bằng a này, v0 bằng 0 rồi. Vật bắt đầu đi từ bên dương. Đây, ta vẽ hình vị trí cân bằng này, a này. Đây để cho dưới là trừ a. Và bắt đầu đi từ đây. Đề bài hỏi rằng là thời điểm mà lần thứ hai nhé, lần thứ hai vật có ly độ a trên 2 chuyển động thêm chỗ âm a trên 2 đây, chuyển động chỗ âm này đang đi xuống, nhưng mà hỏi thời điểm lần thứ hai và bắt đầu đi từ biên a xuống, như vậy nó qua được cái ly độ x bằng a trên 2 lần thứ nhất rồi. Một số bạn đến đây là dừng lại, đến đây dừng lại là không chính xác, bởi đến đây là lần thứ hai qua a trên 2 nhưng mà qua này theo chiều dương mà đang xuống đi lên. Vậy để hỏi ta chính xác là phải đây, đây mới chính xác là cái thời gian ta cần tìm. Đây là lần thứ nhất đây, lần thứ hai đây. Vậy thời gian của ta xác định được ngay t bằng bao nhiêu, đi đây xuống là t trên 2, một chu kỳ t cộng với đi từ a về a trên 2 của ta là t trên 6 nữa, vậy nó chính là bằng t cộng với t trên 6 thì bằng 7 t trên 6, và cho phép chu kỳ t đều 1 giây rồi, vậy bằng 7/6 giây. Kèm theo đáp án là C. Thế ai mà chỉ ngắt đi đây, ngắt đến cái a trên 2 đi theo chiều dương này sẽ được các bạn đáp án là 5/6, và trong này có đáp án A sẽ bị sai sót ở câu này đâu. Câu 42 thứ tự đó chính là câu 42, là cái câu mà thầy lưu ý đấy. Thời điểm lần thứ hai vật có ly độ a trên 2 kể từ khi bắt đầu tọa độ, thì khi đó không nói âm hay dương, người ta tính tất cả các lần. Vậy đây là lần thứ nhất và đây là lần thứ hai. Được chưa? Thì kèm cắt ra sẽ được 5/6 giây. Câu số 43 vẫn là cái bài toán về cắt ghép thời gian thôi. Câu 43 này, vật sơ điều hòa phương trình này x bằng a cos x bằng a cos của pi t trừ pi trên 3 cm này. Thời điểm vật đi qua ly độ x bằng trừ a lần đầu tiên kể từ khi dao động, kể từ khi dao động các em phải thay t bằng 0 vào thì các em sẽ tìm ngay được x0 bằng v0 tương ứng âm này, x0 bằng cos của pi trên 3 là a căn 3 trên 2 a, xin lỗi, a trên 2 cos pi trên 3 trừ pi trên 3, góc âm thì là v dương, góc âm thì v dương. Ta vẽ hình 0 này, a này, trừ a này. Vật bắt đầu đi từ ly độ a trên 2 theo chiều dương, a trên 2 theo chiều dương đây, bắt đầu đi lên như này. Đề bài hỏi rằng là vật qua ly độ x bằng trừ a lần đầu tiên đi đây xuống, đây lần đầu tiên đây, ta tìm được cái thời gian t của ta bằng đây này, từ đây lên là t trên 6 cộng với đi xuống là t trên 2 nữa, và bằng 2t trên 3, mà t nó cho này ta bằng 2 giây, vậy nhân vào là bằng 4/3 giây. Cho này là t bằng 2 giây. Kèm được đáp án là C. Tương tự với bài 44, kèm giải quyết tương tự như vậy cho thầy. 45 cũng vậy. Mấy bài đó thầy chế nó cần tương tự với nhau, cách giải kèm nắm được. Bài trên này, bài dưới này sẽ làm được hết. Câu 46 là câu cuối cùng của cái bài về dùng đường tròn này. Thời gian này, một điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ 0,6 m trên giây, V thì bằng 0,6 m trên giây. Trên một đường tròn có đường kính là 0,4, đường kính là 0,4 R, ta đổi ra nhé, R là bằng 0,2 thì nó bằng chính là bằng 20 cm. Cái này 0,6 thì là bằng 60 cm trên giây. Mà V của ta thì bằng omega nhân R, vậy từ đó ta suy ra ngay là bằng omega đây bằng 3 radian trên giây. Hình chiếu P của điểm M trên đường kính của dao động điều hòa dao động với biên độ tần số góc và chu kỳ là bao nhiêu? Thì biên độ của ta chính là bằng A bằng R bằng 20 cm, omega thì bằng 3 radian trên giây, và chu kỳ T thì bằng 2 pi trên omega thôi. 2 pi trên omega thì bằng 2 pi chia 3.
trong bấm máy xấp xỉ thì sẽ được đáp án chính xác là đáp án D. Chỗ này có thể quy về 0,2m được, 0,2m, 3 và 2,1, cái này tính nhanh là 2,1. Vậy 3 chia pi là 3,4 mà, chia cho 3 đi, khoảng 1 phẩy bao nhiêu đó, nhân với 2 lên. Như vậy thầy sẽ kết thúc cái phần liên quan đến con đường, thời gian. Vậy ta sẽ sang các lớp bài về con đường.